เป็นซิงโก้เลยคือเป็นซิงโก้นะครับbảo gọi anh Hải ra anh lấy cái này, bảo gọi anh Hải ra anh lấy cái bánh trung à. À ơi nhìn cũng quen đây, đây cũng xi à, sộp à, cũng của anh à? Không, này á như bị ghẻ lở nhỉ. Giai đoạn cuối chỉ có mỗi cái cổ có một chân các tất cả những giá cả đều đi sau rồi, quay không khí trời rồi, các bác ngồi đâu hết hỏi nè. Hai cái nhà hiểu ấy được, cây đấy bảo bao tiền đây? Cái cây vỏ bao tiền đấy? 9 triệu. Cái gì hả em? Ở cái cây này nó bỏ bao tiền? Cái này à, anh cũng không rõ. Chắc mới khai thác về. Nó dòng chậu là cũng ổn định rồi. Có cái chân nó thì tốt. Ừ. Nó là cái xinh xinh hay. Đâu anh có cây nào anh báo giá cho anh em biết. Ở à đây toàn cây phong tranh như cái tàu nghệ thuật. Sơ bộ vào giá với đọc số đi anh. Cứ từ anh em đây biết. À? Vâng, vâng. 3 triệu rưỡi này. 3 triệu rưỡi. Linh Sam này. Rồi. Cứ là loạt luôn đi. Còn cái này 5 triệu. 5 triệu. Cả đá. Tổng cái này là 3 triệu. 3 triệu. Đâu? Sơ bộ đây 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Đấy. Đây nữa à? Cái này. Cái này giá bằng nhau. 3 triệu rưỡi. Mỗi cây 3 triệu rưỡi. Xanh 4 triệu. 4 triệu. Anh đọc số luôn. 0985837909 Trung Dâu. Rồi, anh Hải vào nước. Bây giờ có vứt đá xua lại. Không nhớ đâu. Đó rồi. Sam Linh Sam Tân Phú Hạt Gạo Hoa Tím. Nhiều xe lắm các bạn, tôi muốn ngồi xuống để quay kỹ mà so vào đít ngay. Đứng dậy, xe ô tô. Lưu thần đá đâu. Ra chợ đây. À vâng. Bảo lâu lắm mới tái xuất. À. Bảo chắc phải góp lúa đủ rồi. Đây chỗ. Nhiều cây lắm. Cái này được phết đấy anh nhỉ? À? Cái này bao tiền anh? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cũng là của người sang học cách làm ấy. Con tàu đang cử người sang học cách làm ấy. Cứ vui vui ở chợ thế thôi. Lan là nhiều lắm. Cái tiền đấy, 1.400 ạ. Con này 700 ạ. Con này bên cạnh có bao tiền? Con đấy 800 ạ. Con này hay này. Con này hơi ngang. Con này hơi lão tí này này. Con này là ông này. Đấy. Cái này. Đấy hay đấy. Cái đây là mình vừa vào cái đông để xem đấy. Thế. Số 55 anh mất anh đẹp. Vía tốt, vía tốt. Vía tốt. Bán hàng hay chậm đi. Chèn bãi bệt phết đấy, đùa hay đến kia. Đấy, mặt này nhìn này. Ôi, khỏe lắm. Ai? Lào, lào, lào tốt đấy. Chèn bãi rồi cơ mà. Được. Không có khỏe. Đây là chỉ chả mẹ. Bãi nó chỉ. Bãi nó cũng phải như. Chỉ tiếng. Bãi anh chứ. Ờ, để mua cái gì đấy. Mua cái gốc sắc này để cho anh tí. Hôm qua đấy dọn cây. À, mấy cây nữa tôi phải coi nó lên là cái mức rồi đấy. Biết sao ông trông hông quá. Tất nhiên nó cũng nhiều rất nhiều. Đúng nhiều về chắc đấy. Không phải cây. Có ấy không? Chưa có biết. Hả? 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 tay một thì hơi nhỏ. Con 800 một con. Cây nào? Cái cây này. À, cái đấy là bị treo thôi chứ không tính là chi cái đấy. Con lão thì cũng không tính chi cái đấy. Treo thôi chứ còn. Không phải tay chuột. Cây tính tiền cứ cây gì đẹp là múc cái gì thì quay gì bị chuột đấy. Chuột cái mèo toàn gốc chứ không ông đưa lên. Chuột nó. Tiền chơi hẳn nó đỏ cho nó máu đấy, vào đấy hay đấy, nên múc vào đấy hay bệ nó cũng được, bệ được cứ lọc cả cái lên chậu cái này thôi rồi. Thế nào em anh cũng ra đi cây đấy rồi xem mẹ ngồi đây đúng mẹ ngồi đây đúng 3 phút thôi là mẹ ra đi cây đấy. Đứng đứng dậy cho xe đi phát anh ơi. Trong bạc. Dũ bèo. Dũ rồi cho xe nó đi phát. Đây mẹ nhấc thẳng vào đây ngồi xem. Con này có nhiều tiền chú? 1 triệu, 1 triệu. Hơi khó nhìn nhỉ. Rộng bằng 5 viên. Đấy, mặt này bệ sau nó nở nó biến nó hay lắm. Mặt bên này chơi cũng hay này.
luôn đi khỏi bàn được. Đấy, khán giả đứng này xem vui không? Ok, để sang gian hàng khác nhé.